Chiến thắng 2-1 trước Philippines trong trận ra quân không thể hiện sự đột phá của đội tuyển Việt Nam về mặt chuyên môn. Mặc dù kiểm soát bóng tương đối tốt, sự kết hợp giữa các tuyến của đội chưa thực sự ăn ý. Hàng tiền vệ cũng thiếu sự chắc chắn và linh hoạt cần thiết trong tấn công. Đội tuyển Việt Nam cần sự quyết tâm và chiến thuật hợp lý để có kết quả tốt trước Iraq. Áp lực đối thủ không được duy trì thường xuyên và đủ mạnh. Pha ghi bàn của Văn Toàn dựa vào cá nhân hơn là sự kết hợp đồng đội. Ngược lại, tiền đạo Tuấn Hải, được kỳ vọng với phong độ ổn định, đã bỏ lỡ nhiều tình huống nguy hiểm. Điểm sáng của đội tuyển Việt Nam là sự tự tin dù vắng nhiều trụ cột. Những gương mặt mới được huấn luyện viên Philippe Chusier trao cơ hội thể hiện năng lực như Đình Bắc. Trận thắng Philippines giúp giảm áp lực đè nặng lên huấn luyện viên Chusier và đội tuyển Việt Nam sau chuỗi giao hữu không thành công. Đây là trận đấu quan trọng vì Philippines là đối thủ yếu nhất bảng F, vì vậy việc đánh bại họ là bắt buộc. Đối thủ Iraq mạnh hơn nhiều và đội tuyển Việt Nam sẽ cần tiếp cận khác để đối phó. Huấn luyện viên Chusier đã giữ lại một số trụ cột để chuẩn bị cho trận đấu này, ví dụ như việc cất cả Hoàng Đức và Văn Quyết trên ghế dự bị, cùng với việc nghỉ ngơi Quế Ngọc Hải do chấn thương.